từ Florida, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, khác hẳn với những năm trước, năm nay không có nhiều khách từ các tiểu bang xa xôi đến Florida ăn Tết. Nhưng mai vàng đã hé nụ, khoe những cánh hoa trong các nhà vườn của người Việt ở Florida. Thưa quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, anh Sang, chủ vườn mai vàng ở Florida, ngoài cái vấn đề nghệ thuật về mai vàng và trồng cây, anh còn là một người hát giọng cổ rất là hay. Tuy sống tha phương với đời lữ thử, nhưng tôi đón xuân Việt Nam theo truyền thống quê nhà. Cùng chúc tân xuân mang bản sắc đậm đà, cõi mai vàng vẫn ra hoa tươi mới, sức sống dương cao phơi phới lộc xuân. Từng cánh mai vàng như đếm nhịp thời gian, như tuổi đêm tuổi đời diễn xứ. Dạ, cái vườn này em thành lập cách đây cũng gần 19 năm rồi anh. Dạ. 19 năm, dạ. À, trong này mình có những cái loại mai nào anh? Mai vàng nguyên thủy của Việt Nam mình anh. Mai vàng là từ 5 tới 12 cánh. Rồi mai tứ quý của Việt Nam mình. Rồi mai cúc mai, rồi mai đại lộc. Đủ các loại hết anh. Rồi cái loại mà tự nhiên cũng có. Rồi cái loại mà uống thành bonsai cũng có. Rồi cây cảnh cũng có luôn anh. Dạ. Thì anh thấy trong vườn này mình có cỡ bao nhiêu chục ngàn mà gốc mai và những thứ khác? Nhiều lắm anh, mai thì mấy chục ngàn cây lận anh ơi. Nhưng mà còn mấy cái loại khác thì nhiều lắm, đa chủng loại. Nói chung là tất cả những, nói về bonsai thì tất cả những cái cây cảnh em đều làm bonsai. Đặc biệt giống như mai chiếu thủy, khế, hay là nói chung là những cái cây nào mà nó có kiểu dáng là em đều làm bonsai được hết. Còn ngoài ra còn có những cái cây ăn trái, đầy đủ tất cả các loại cây giống hết anh, để mà em cung cấp cho toàn Hoa Kỳ này. Ôi, vậy là mình cung cấp cho toàn Hoa Kỳ những cái loại này hả? Dạ phải anh. Dạ. Nếu mà quý vị khán giả ở các nơi người ta muốn biết như vậy thì người ta muốn biết liên lạc như thế nào, order được? Dạ, nhờ đài truyền hình SBTN mà bà con được biết em nhiều hơn. Rồi qua website của em là maivangflorida.com, hay là người ta gọi điện thoại cho em là 941-301-9251, gọi trực tiếp cho em. Dạ. Dạ, tôi tên là Jimmy Bùi. Cái vườn đây là vườn trái cây La Vang ở San Sam City ở ngoài đảo Fire Island. Cảm ơn tất cả bà con trong cái năm vừa qua. Mặc dù là cái dịch bệnh Covid nhưng bà con vẫn đến ủng hộ cái vườn trái cây của chúng tôi. Năm cũ sắp sửa bước qua năm mới, tôi xin cầu chúc tất cả bà con đồng hương khắp nơi. Tôi cũng kính chúc cho ban giám đốc và tất cả anh em đài truyền hình FNTN lời chúc tốt đẹp nhất là vui vẻ, an khang, thịnh vượng, phước lộc và sức khỏe dồi dào. Và cảm ơn quý vị đã bao năm qua ủng hộ cho chúng tôi. Thành thật cảm ơn, năm mới tốt đẹp, vui vẻ. Thưa quý vị, tiểu bang Florida có khí hậu gần giống với Việt Nam, nên có rất nhiều vườn cây ăn trái và rất nhiều nhà hàng của người Việt ở tiểu bang này rất nổi tiếng. Nhưng một điều hết sức bất ngờ và thú vị đối với Vũ Nhân, khi thấy những sinh hoạt của khách hàng ngồi ngoài hè nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống trong những ngày cận Tết. My name is Tim Greenwood. I live in I'm in Naples now. I live in Philadelphia. But I also have a house in Naples. When I come to this restaurant, this is my favorite food. Vietnamese food is my favorite. I like banh mi. I like pho thai. I like all different kinds of Vietnamese food. I would say that this is a little bit out of the way, hard to find, but a beautiful little restaurant. Very clean and nice inside. Very nicely done. Very professional. And I'm enjoying myself very much, and I plan to come back here many times. Saigon to Paris Cafe, and number Naples, Florida. Nó cũng không phải là nhà hàng 100%, nó vừa về cà phê rồi bánh Pháp, cho nên có nhiều cái khách tới có thể lựa chọn. Cà phê Việt Nam, cà phê Pháp, phở thì
đồ Việt Nam thì chỉ có phở với lại mì vịt quay heo quay rồi bánh mì. Năm mới chúc mọi người khỏe mạnh, cầu cho mọi việc xui đều đi qua hết và mọi người có sức khỏe. Đây là tên là Nhân Nguyễn hay là Nguyễn Nhân. Hân hạnh gặp tất cả mọi người trên đài SPTN. Đây sống ở Nepal này đã 15 năm qua. Còn mấy ngày nữa là hết năm cũ, bước qua năm mới. Anh có cái lời chúc Tết nào đến với cộng đồng người Việt khắp nơi? Nhân dịp đầu năm mới, anh chúc cho tất cả người Việt chúng ta cũng như cộng đồng thế giới có một năm mới tốt đẹp hơn so với năm 2020. Ngắm cành mai Tết biết rằng mai đã Tết. Tết có mai, ngày Tết gặp điều may. Lòng bồi ngồi tiếng năm cũ chia tay. Mừng xuân mến, lòng trổ cành mai Tết. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ tiểu bang Florida.